Sau khi khởi động, làm quen với nước, chúng ta đến với bài học nổi. Một bài học rất quan trọng là chìa khóa giúp các bạn có thể học bơi thành công. Cùng đến với lớp học bơi của Trung tâm Gia sư Bơi lội T-Swimming để tham gia buổi học thả nổi các bạn nhé. Để thực hiện động tác này, hãy làm theo hướng dẫn của giáo viên. Khi đầu ở trên khỏi mặt nước, việc đầu tiên là bạn hãy há to miệng và lấy hơi vào bằng miệng, bắt đầu nín hơi khi cúi đầu xuống nước. Một nguyên tắc bất di bất dịch để nổi người khi ở dưới nước là bạn phải giữ được hơi trong cơ thể mình. Hai tay duỗi thẳng, cúi đầu, nín hơi, người đổ về phía trước, đồng thời duỗi thẳng hai chân. Chú ý thả lỏng cơ thể để cảm nhận được áp suất nước đẩy cơ thể nổi dần lên. Tùy khả năng nín hơi của từng người mà bạn có thể giữ cơ thể nổi được trong thời gian dài hay ngắn. Nếu tự tập, bạn hãy bám hai tay vào thanh bám hoặc cầu thang ở bể bơi, cúi đầu xuống, duỗi thẳng hai chân, từ từ cảm nhận cơ thể nổi dần lên. Việc tự học sẽ mất nhiều thời gian hơn so với có giáo viên hướng dẫn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tập được. Lưu ý khi tự tập, bạn hãy lựa chọn khu vực bể bơi có độ sâu ngang ngực để đảm bảo an toàn. Một người dù chưa bao giờ tập bơi, chỉ cần nắm được nguyên tắc nín hơi là có thể giữ cơ thể nổi trong khoảng thời gian vài chục giây. Khi bắt đầu cảm giác hết hơi, hãy thở mạnh ra bằng mũi, co chân lên bụng, gập người về phía trước để đứng lại, ngẩng đầu lên để lấy hơi. Khi cảm thấy mệt, bạn hãy dừng lại, thở nước liên tục 5 đến 10 lần để cân bằng nhịp thở và lấy lại sức khi bắt đầu luyện tập tiếp. Tập liên tục tầm 10 đến 15 phút cùng giáo viên hướng dẫn, bạn sẽ thuần thục động tác này và có thể thả nổi, quạt tay cho người trôi được từ 10 đến 15 mét. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo, buổi học động tác tay bơi ếch.